Kính thưa quý vị, nhằm hạn chế những rủi ro tiềm ẩn của tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, giao thông, thì Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại thường xuyên rà soát đánh giá việc cho vay đối với các lĩnh vực này. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đưa ra chỉ tiêu quản lý phù hợp, bảo đảm an toàn, hiệu quả trong hoạt động, hướng tín dụng bất động sản vào dự án nhà ở xã hội, các dự án nhà ở thương mại đáp ứng nhu cầu thực của người dân theo chủ trương của chính phủ. Riêng đối với các tổ chức tín dụng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 phù hợp với các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng. Cụ thể, thực hiện kiểm soát tín dụng phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2017 và các biện pháp kiểm soát tín dụng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ưu tiên tập trung vốn cho vay các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên. Hạn chế và kiểm soát chặt chẽ mức độ tập trung tín dụng, hạn mức tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro nhằm đảm bảo an toàn vốn vay và hiệu quả kinh tế, hạn chế nợ xấu mới phát sinh. Ngân hàng Nhà nước cảnh báo các ngân hàng phải thường xuyên giám sát, phát hiện vi phạm về lãi suất huy động và cho vay. Tổ chức tín dụng vi phạm quy định về lãi suất bị xử lý theo quy định của pháp luật.